Một gói độ 50 triệu cực kỳ là hay ho dành cho Honda HRV. Anh em có thể xem qua video này và nếu có nhu cầu qua Chung Auto nhá. Đầu tiên thì mặt ca lăng phiên bản G thì nó sẽ hơi xấu. Anh em nếu mà lên cái phiên bản RS này, nó sẽ cực kỳ thể thao luôn. Đấy là cái chi tiết đầu tiên, giúp cho chúng ta nhìn từ ngoại quan là thấy là đây là một cái phiên bản Sport. Đấy, tiếp tục. Thì trước xe này nhá, hệ thống đèn LED của HRV thì nó chỉ là LED H thôi. Nên là bên mình đã lắp một cái đôi bi. Và đặc biệt nhá, bi này là zin luôn, rất đẹp và cũng lắp đặt rất nhanh. Nếu như anh em mà lắp không chuyên ấy thì nó có thể mất 2 ngày. Nhưng mà bây giờ bên mình đã làm được rồi thì bây giờ chỉ mất khoảng 3 tiếng là xong. Đấy. Tiếp tục nữa thì trên chiếc xe này nhá, nó bị cắt đi cảm biến cả trước và sau. Nên là nếu mà anh em có nhu cầu nâng cấp 4 cái cảm biến phía trước, 4 cái cảm biến phía sau nữa thì cực kỳ an toàn. Và chiếc xe này thì bên mình lắp cái màn hình Android tích hợp cam 360 phiên bản 2K. Đấy, cực kỳ là sắc nét luôn. Đấy thì mình tí mình quay vào trong. Nhưng mà đây, quay đến ánh sáng cho anh em xem này. Đấy, sẽ cực kỳ là sáng luôn. Em đá pha cho anh phát. Ở đây thì nó có một cái pha. Đấy, thì nó sẽ giúp cho chúng ta nhìn rất là xa luôn. Thì đèn thì bên mình độ rất là nhiều rồi. Tiếp tục này. Thì trên chiếc xe này khi mà anh em lắp cái màn hình tích hợp cam 360 bản 2K thì bên mình tặng thêm cảm biến Absolute. Đấy, nó sẽ tích hợp trong màn Android. Rồi chiếc xe này nữa thì bên mình có nâng cấp một cái bực bệ để giúp bảo vệ cái ba vô lê, giúp chiếc xe chúng ta nhìn nó sẽ cân đối hơn. Và trẻ con người già thì bước lên bước xuống nó sẽ dễ hơn một chút. Đấy. Nhưng mà ngoài cái tác dụng bước lên bước xuống thì nó bảo vệ khỏi va đập vào cái cánh cửa này. Đó. Tiếp tục nữa này, ở đây là có cái cảnh báo điểm mù. Đấy. Cảnh báo điểm mù đây, mình sẽ đá. Đấy là nó lên cho anh em. Thì nó sẽ báo những cái xe đằng sau vượt lên. Nó cực kỳ hay luôn. Rồi, trên nữa chiếc xe này mình còn dán thêm một cái thanh dán nóc thể thao giúp chiếc xe nó cao hơn. Đấy, nhìn nó cân đồi hơn. Và phiên bản RS thì mới có thôi, còn bản G thì vẫn bị cắt đi. Và chiếc xe này thì vẫn là dán phim cách nhiệt này. Tuy nhiên thì anh em vẫn lưu ý là tấm mặt với tấm hai bên này chọn loại xịn. Và hai cái tấm hai bên trước này chúng ta chọn cái loại mà độ sáng cao một chút, giúp chúng ta nhìn ra gương dễ hơn. Còn toàn bộ phía đằng sau này thì là chơi màu đen hết. Đấy, chơi màu đen hết. Chiếc xe này vẫn chưa có cốp điện, nên nếu mà anh em có nhu cầu thì nâng cấp thêm cái cốp điện nữa thì hết nước chấm. Rồi, vào trong xe này. Cái này là cái vô cùng hay, đó là trải một lớp, bọc một cái bộ ghế da Napa. Đấy, rất là xịn sò. Đây. Đấy, sẽ giúp cho chiếc xe chúng ta lau dọn dễ hơn và nó cũng đẹp hơn. Ngoài ra nữa thì có cái bộ thảm chân, thảm sàn. Đấy, thì anh em có thể chọn cái loại xịn vì ở đây bằng nỉ rất là dễ ngấm bụi nước. Đấy thì loại này là loại xịn rồi, rất là dày dặn và được may tỉ mỉ, rất là đẹp luôn. Đó, anh em nhìn thấy là cái bộ nội thất thì nó sẽ rất là đẹp. Rồi chiếc xe này thì mình đã lắp một cái cần số pha lê. Đấy, có logo hiện lên ở đây. Đó, nó sẽ sáng đèn. Rồi tiếp tục là đây là cái màn hình này anh em. Màn hình 2K. Đấy, độ này 2K. Thì với cái phiên bản Texpad này nó sẽ có cả cam 360 và có cả cảm biến Absolute luôn. Đó, bên mình thì đang có chương trình Tết thì đang tặng được cái cam hành trình thêm một cái nữa. Thực ra là cái màn hình tích hợp cam 360 nó đã có cam 360 là ghi lại rồi, nhưng mà con này thì nó sẽ ghi cả cái đầu xe luôn. Có thêm thì là rất là tốt. Đấy thì anh em có thể bọc thêm cái bọc vô lăng để cầm nắm nó sẽ chắc chắn hơn và nó sẽ ấy hơn. Đây, ở đây thì chúng ta sẽ có một cái lọ nước hoa. Đây là thương hiệu Toad, rất là xịn nha anh em. Bỏ một lọ này thì nó được 5-6 tháng luôn. Và dán thêm những cái chống xước này. Đấy. Cũng như là giúp chiếc xe nó sang hơn một chút. Đó. Về cơ bản thì chiếc xe này làm một cái gói này là cực kỳ hay luôn và đã rất đầy đủ luôn. Kể cả là một bạn mua một chiếc RS thì về cũng phải độ những cái chi tiết mà mình nghĩ là rất là cần thiết. Ví dụ như nếu mà anh em cũng phải dán phim này, cũng phải độ đèn này, cũng phải lắp cam 360 rồi màn hình Android. Đấy thì đây là cái phiên bản Texpad TX24 bản 2K. Cấu hình là RAM 4GB và mức giá đang là 16.8 triệu giảm còn 13.8 triệu. Hoặc là nếu anh em có nhu cầu thì ví dụ những chiếc xe ở đây mình lắp cái bản màn hình Android TX24 Texpad thì đang được giảm giá cả cam 360, không phải bản 2K nhé, là giảm còn 8.8 triệu là cả màn hình cả cam 360, cực kỳ đáng lắp luôn. Đấy thì bên mình chuyên nâng cấp những cái đồ chơi cho xe. Và bên mình cũng có những quy trình rất là chuẩn và chuyên môn hóa cho từng mảng. Ví dụ như là đội độ đèn thì chuyên độ đèn, đội dán phim là chuyên dán phim, đội bọc ghế da hay là Absolute thì đội riêng. để lắp một cách nhanh nhất. Và mức giá thì bên mình có sẵn tất cả những cái phân khúc từ rẻ đến cao, nên là anh em thường ở đây thì mình làm rất là nhiều chiếc xe. Thì nếu mà anh em có nhu cầu thì qua bên mình ủng hộ. Đấy, cảm ơn anh em đã theo dõi và xem đến đây thì anh em cho mình một like để anh em có thêm động lực làm thêm những cái video nữa. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Bye bye.